Chào cả nhà nhá. Đây vợ cái cảnh này đi quay cho anh em một hàng xếu đây. Đây trên trên Lạng Sơn. Đây, Hữu Lũng Lạng Sơn. Đấy. Một hàng xếu là có 20 cây. Đấy. Cây công trình, cây bóng mát, cây bonsai. Gọi là cây cơm nguội. Đấy. Trên không phải cây cơm nguội đâu, không phải cây trứng cá đâu, cây này là cây xếu đấy. Cái lưu khác là gọi này. Cây cơm nguội nó khác nhau. Đâu? Cây xếu là cây cơm nguội. Còn cây trứng cá khác. Ờ thì bảo thế nào thì bảo. Đây cây xếu cho anh em nhá. Đấy. Mọi nơi anh em gọi là cây cơm nguội. Đấy, cây công trình, cây bóng mát. Cây bonsai. Cây bonsai. Đấy. Đây một hàng đây. Đấy. Quay hẳn hàng luôn. Đây là có 20 cây. Đấy, bên này cũng có 20 cây. Đấy, bác chủ nhà đang muốn bán. Đấy. Tức là người ta muốn thay đổi. Muốn thay đổi đi. Đấy. Cây rất đẹp. Bên này hai thân. Bên này một thân, vanh được 35, thoát 50. Đấy. Làm bonsai cũng được. Này các bác đang cắt tỉa đi làm tán ô. Các bác nhá. Các bác nào có nhu cầu lấy thì là alo em. Em sẽ liên hệ với lại bác nhà vườn đây là cho đào. Các bác nhá. Cây xếu, cây cơm nguội. Đấy, quả ăn được. Đấy, các bác nhá. Rất đẹp. Một hàng, hai bên. Đấy, các bác có mua tất thì bác có bán hết không? À, nếu mà mua hết thì bán hết nhỉ? À bán một bên ạ. À, vâng. Dạ. Vâng. Bác gái mua bán hết hả? Thế thì nghe lời bác gái nhá. Các bác anh chị em nào muốn trồng thì alo em. Cây này rất dễ sống. Bao sống luôn. Đấy các bác nhá. Đấy.